Ngay sau khi một đại biểu quốc hội đề xuất mở khu phố vui chơi đèn xanh đèn đỏ ở các đặc khu kinh tế, một cuộc tranh luận đã nổ ra về việc có nên hay không nên hợp pháp hóa mại dâm ở những nơi này. Theo đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, để tăng cao tính cạnh tranh quốc tế của các đặc khu kinh tế sắp mở ở Việt Nam, phải cho kinh doanh một số ngành nghề mà nơi khác không có. Theo báo chí trong nước, ông Hiển đưa ra đề xuất này trong một buổi thảo luận về luật hành chính kinh tế đặc biệt ngày 11 tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các nhà làm luật sẽ đưa ra những quyết định cuối cùng vào cuối năm nay về các chính sách ưu đãi đối với những đặc khu kinh tế, dự kiến sẽ không bị ràng buộc vào các luật lệ của địa phương. Nếu được chấp thuận, phố đèn xanh đèn đỏ hay theo cách nói của một chuyên gia văn hóa du lịch là ngành công nghiệp sex và sòng bạc sẽ được hợp pháp hóa tại ba đặc khu kinh tế gồm Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang. Kinh doanh mại dâm hiện tại bị cấm theo luật hiện hành ở Việt Nam. Những người tổ chức mại dâm đều bị xem là tội phạm hình sự và những người tham gia bán dâm sẽ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên trên thực tế hoạt động mại dâm đã và đang diễn ra dưới nhiều hình thức núp bóng một số dịch vụ vui chơi giải trí khác. Thực ra ở Việt Nam cũng có, có những vùng như thế rồi người ta cũng thải ở Đồ Sơn hay là Côn Lâm á, người ta cũng thường họ cũng mở đi. Nhưng mà ví dụ lẽ ra người ta cho mở thì có thể là thu thuế, kiểm soát được cái vấn đề bóc lột tình dục. Một cô mà theo như điêu tảo báo chí là tiếp một ngày mấy chục người đó, hoặc là có bệnh truyền nhiễm liên quan đó, tất cả những vấn đề đấy là cũng có thể giải quyết tốt. Luật sư Trần Vũ Hải nói để làm được điều này, Việt Nam cần phải thay đổi một điều luật hoặc có một điều luật riêng về vấn đề này hoặc ghi vào trong một điều luật nào đó hoặc thay đổi bộ luật hình sự. Cuộc tranh cãi có nên hợp pháp hóa mại dâm và coi đó là một nghề hay không đã diễn ra trong nhiều năm qua và quan niệm của công chúng về những người hành nghề mại dâm đã thay đổi khi họ được nhìn dưới con mắt bớt khắt khe hơn so với trước đây theo cựu phó giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Ninh Hoàng Quốc Thái. Theo một thăm dò của báo Tuổi trẻ, 80% bạn đọc ủng hộ việc mở phố đèn đỏ luật sư Hải cho rằng điều đó thể hiện rằng xã hội Việt Nam đã bắt đầu thông thoáng. Một trong những bản đọc của báo tuổi trẻ ủng hộ đề xuất gây tranh cãi này viết bán dâm là một nghề có từ xa xưa, có cấm thì nó vẫn tồn tại, phát triển và càng biến tướng, vậy thì cứ hợp thức hóa nó để quản lý. Trong khi đó, một bạn đọc khác lại có ý kiến trái chiều khi đặt câu hỏi có chắc hợp pháp thì sẽ không còn việc mua bán phụ nữ hay ép bán dâm, sẽ hạn chế lây lan HIV hay không? giờ đang cấm mà không quản lý được, tới khi cho phép thì sao quản lý đây? Vấn đề quản lý cũng là một câu hỏi mà cựu giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Ninh Hoàng Quốc Thái đặt ra. Khu à. vực quản lý của nước thế nào có tư thì lấy chuyện đấy chắc là cần phải nghiên cứu bởi à. vì nó liên quan toàn bộ đến vấn đề ăn, an sinh xã hội rồi y tế rồi cái phần an toàn rồi còn vân vân thì nó còn một giai đoạn dài dài để các nhà làm luật và các nhà quản lý chuẩn bị tiếp giám đốc sở du lịch kiên giang trần trí dũng được tuổi trẻ trích lời nói đây là vấn đề nhạy cảm ở xã hội việt nam chỉ riêng việc cho phép dịch vụ giải trí casino ở phú quốc thôi cũng phải bàn đi bàn lại rất nhiều còn ở đây là hợp pháp hóa hoạt động mại dâm nên tôi nghĩ không hề đơn giản nhưng thạc sĩ văn hóa hoàng quốc thái cho rằng việc cho phép mở sòng bạc ở một số nơi như đồ sơn và sắp tới có thể là ở những đặc khu kinh tế sẽ dẫn tới việc cởi mở về hoạt động mại dâm theo một khảo sát của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO công bố vào tháng 9 năm 2016, hiện có hơn 100.000 người hành nghề mại dâm ở Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2013, chính phủ Việt Nam chính thức bãi bỏ quy định cải tạo, phục hồi nhân phẩm bắt buộc đối với các đối tượng hành nghề mại dâm và thay vào đó xử phạt hành chính từ 25 đến 100 đô la. Chính động thái này đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc có nên hợp pháp hóa hoạt động mại dâm hay không. Ông Trị Xuân Thanh, người mà chính phủ Đức nói đã bị Hà Nội bắt cóc tại thủ đô Berlin và đưa về nước xử lý, đã được chính phủ tiền nhiệm bỏ qua không kỷ luật về cáo buộc gây thiệt hại tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam, PVC. Hãng tin Reuters hôm 13 tháng 9 tường thuật rằng mở lại vụ án Trị Xuân Thanh và quyết tâm xử lý vụ việc này cho bằng được, cho thấy thái độ cứng rắn hơn của Đảng Cộng sản đương quyền kể từ khi cơ quan an ninh Việt Nam thâu tóm thêm quyền lực từ cuộc đấu đá nội bộ hồi năm ngoái mà kết quả là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị hất cẳng Ông Thanh bị buộc tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại 150 triệu đô la cho công ty PVC trong thời gian ông làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ năm 2009 đến năm 2013. Tuy nhiên, theo một lá thư ngày 18 tháng 5 năm 2015 của cựu Bộ trưởng Thương mại Vũ Huy Hoàng gửi cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ông Thanh đã nhận trách nhiệm nhưng chính phủ của Thủ tướng Dũng lúc bấy giờ không tìm thấy dấu hiệu tiêu cực nào liên quan đến hành động của ông Thanh. Bức thư viết do đó các cơ quan đơn vị đồng ý không tiến hành kỷ luật đối với ông Thanh. Theo Reuters, ông Thanh là một quan chức tương đối thấp trong số những người đang bị điều tra liên quan đến hoạt động của Petro Việt Nam cũng như trong ngành ngân hàng. Nạn nhân chính trị cao cấp nhất cho đến nay là ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí Việt Nam người vừa bị đẩy khỏi Bộ Chính trị. Một thứ trưởng chịu trách nhiệm bổ nhiệm ông Thanh cũng đã bị bãi chức. Ông Vũ Huy Hoàng đã bị tước danh hiệu cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương vì vi phạm các quy định của nhà nước và đảng. Dự kiến sẽ có nhiều thành viên khác trong chính quyền của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị truy tố. Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Bùi Tín. Vụ án Trịnh Xuân Thanh sẽ giải quyết ra sao đây là điều nhức đầu nhất hiện nay của bộ chính trị và chế độ độc đảng quen ngồi trên luật pháp vụ án trở nên gay gắt cấp bách phức tạp vì dính đến quan hệ với cộng hòa liên bang đức cường quốc hàng đầu trong khối liên âu có hai mươi bảy nước thành viên việt nam bỗng phải đối đầu về mặt pháp lý quốc tế với một cường quốc phương tây trong một vi phạm nghiêm trọng quả tang dùng bạo lực phi pháp trong một quốc gia có chủ quyền song lại không chịu nhận lỗi do đó có thể bị trừng phạt nặng nề bộ chính trị hiện có ba lựa chọn thứ nhất là kiên định nói dối một mực phủ định lập luận của phía Cộng hòa Liên bang Đức là Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, khẳng định Thanh tự về đầu thú bất chấp những bằng chứng hình ảnh quá rõ. Kiểu lì lợm, cù cưa, lý sự cùn quen thuộc lần này khó có tác dụng với thế giới dân chủ văn minh. Sẽ bị ăn đòn tới tấp không kịp đỡ cả về chính trị, kinh tế, tư pháp, sẽ là tự dẫn mình vào bãi lầy bị đát nhất. Hai là thành khẩn nhận tội với Cộng hòa Liên bang Đức, với nhân dân đã có hành động bạo lực phi pháp, bắt cóc trên đất Đức trao trả lại Trịnh Xuân Thanh cho Cộng hòa Liên bang Đức như họ yêu cầu. Xin lỗi về hành động phi pháp này, hứa sẽ xử lý kẻ phạm tội một cách nghiêm minh theo luật pháp và kỷ luật. Điều này rất khó vì cái bệnh sĩ hơi bị nặng trong cơ quan lãnh đạo Cộng sản. Nền văn hóa nhận tội và xin lỗi không có mặt trong phong cách ứng xử Cộng sản. Và lại, nhận Trịnh Xuân Thanh, phía Đức chỉ vớ được thêm một nhân vật công kênh khó xử. Mới đây, giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Phú có một bài viết dài hơn 10 trang nghiên cứu khá công phu về giải pháp cho vụ án nóng bỏng này. Giáo sư Phú là nhà toán học kiệt xuất, lãnh đạo Viện Toán học Việt Nam, cũng là nhà báo lão luyện, là tổng biên tập tập san toán học ở Hà Nội. Ông tốt nghiệp với đẳng cấp cao nhất tại Cộng hòa Liên bang Đức, thành viên Viện Hàn Lâm Toán học Đức và là thành viên Liên đoàn Toán học Quốc tế. Trong bài báo dài được phổ biến khá rộng trên các mạng truyền hóa, thông luận, tiếng dân, những điều cần trao đổi nhân vụ án Trịnh Xuân Thanh, giáo sư Phú mở rộng đề tài phân tích sâu các đạo luật của Cộng hòa Liên bang Đức liên quan đến dẫn độ, dự án, án hình sự, kinh tế và án chính trị, đến sự kiểm soát quyền lực ứng vào vụ án này. Cuối cùng, ông nhận xét rằng phía Việt Nam có vẻ lựa chọn giải pháp kiên định lừa dối, lý sự cùn rất nguy hiểm. Ông cũng cho rằng phía Việt Nam thiếu dũng khí để dám chọn giải pháp thành khẩn nhận tội, tuy rằng đó là lối thoát danh dự khôn ngoan, gọn ghẽ để sửa mình, đổi mới thật sự, tận gốc nền tư pháp độc đảng. Do đó, nhà toán học đề ra biện pháp mà ông cho rằng tối ưu hiện nay là giải pháp thứ ba, giải pháp win-win, hai bên cùng thắng, hai bên có thể chấp nhận. Theo giải pháp này, phía Việt Nam thương lượng với phía Cộng hòa Liên bang Đức, nhận sai lầm và xin lỗi về vụ bắt cóc, hứa trừng phạt kẻ làm sai, những yêu cầu được giữ Trịnh Xuân Thanh lại trong nước để xét xử với thỏa thuận cam kết sẽ có mặt đại diện của Cộng hòa Liên bang Đức, các luật gia Đức, các luật sư riêng người Đức bảo vệ Trịnh Xuân Thanh khi xử án. Hai bên cùng thắng có nghĩa là có mặt cả nhân nhượng nhau để đi đến thỏa thuận vui vẻ cả. Phía Việt Nam thắng ở chỗ giữ được Thanh ở trong nước, không phải thả hổ về rừng. Phía Cộng hòa Liên bang Đức thắng khi đòi được chứng kiến các vụ xử án công bằng theo luật, buộc phía Việt Nam phải vào khuôn phép không được tùy tiện xử án như xưa nay. Đây là lối ra khỏi bế tắc không phải chỉ có hai bên, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức cùng thắng, mà nhân dân Việt Nam sẽ là bên thắng to nhất. Từ nay sẽ không còn có thể có những phiên tòa xử tàn nhẫn như kết án 10 năm tù cô gái yêu nước kiên cường mẹ nấm như Quỳnh, có mẹ già con dại, kết án 9 năm tù cô Nguyễn Thị Thúy như kết án nhà kinh doanh Trịnh Vĩnh Bình 11 năm tù và cướp đoạt hết tài sản. Rất nên mời nhà toán học Hoàng Xuân Phú về phụ thủ tướng làm cố vấn chính trị và tư pháp, hoặc về làm quân sư cho ông Tổng Trọng, thì thật là may mắn hạnh phúc cho đất nước và nhân dân. Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Vài ngày qua, nhiều người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam tranh cãi gay gắt về việc một quỹ của con gái cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đóng góp tiền xây dựng một ngôi trường miền núi Ngôi trường liên quan đến cuộc tranh cãi là trường tiểu học Lũng Luông ở tỉnh Thái Nguyên, cách thủ đô Hà Nội khoảng 100 km về phía bắc. Trường đã khai trương đầu tháng 9 năm ngoái. Trước khi được xây dựng, nơi được gọi là trường thực tế chỉ có 4 cái lán ọp ẹp cho học sinh và giáo viên theo báo chí trong nước. Báo chí hồi mùa thu năm ngoái cho hay trường Lũng Luông mới là kết quả của nỗ lực vận động đóng góp từ thiện do những nhân vật nổi tiếng thực hiện đóng vai trò chủ chốt là giáo sư Ngô Bảo Châu và cựu nhà báo truyền hình Trần Đăng Tuấn. Tin cho hay, trường mới trông như một bông hoa nổi bật giữa núi rừng, có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, phòng đa năng, thư viện, bếp nấu, nhà ăn, nhà nội trú, khu vệ sinh, sân vui chơi cho các em. Khi đó, tin không nói rõ ai là nhà tài trợ chính cho khoản tiền 6 tỷ đồng xây trường. Tranh cái dường như đã nổi lên sau khi hôm 9 tháng 9 vừa rồi, trang Facebook của Quỹ Phượng Hoàng đăng một bức ảnh về việc khai trương trường Lũng Luông. Chú thích ảnh ghi ngày này một năm trước của Phoenix Foundation Quỹ Phượng Hoàng. Trong ảnh, bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng và giáo sư Ngô Bảo Châu cùng hai người khác gỡ tấm băng tre một tấm biển màu đồng. Một phần nội dung tấm biển cho hay nhà tài trợ chính cho trường tiểu học Lũng Luông là Quỹ Phượng Hoàng, Thành phố Hồ Chí Minh. Quỹ Phượng Hoàng được thành lập tháng 5 năm 2011 và một phần sứ mệnh của quỹ là hỗ trợ địa phương trùng tu hoặc xây dựng những trường học xuống cấp hoặc thiếu kém theo trang Facebook của quỹ với hình đại diện là ảnh chụp trường Lũng Luông từ trên cao. Sau khi bức ảnh xuất hiện, nhiều người sử dụng Facebook ở Việt Nam đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích dù không đưa ra bất cứ bằng chứng nào. Ông Hoàng Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh, người từng nhiệt tình tham gia các hoạt động vì dân chủ, viết nếu cả tập đoàn dòng họ nhà bạn khai thác một đất nước đến kiệt quệ rồi xây dựng lại dăm vài chục công trình thiện nguyện, bất kể đó là tiền sạch hay bần, thì bạn có xứng đáng được tung hô hay không? Nhà báo Võ Văn Tạo ở Nha Trang, người thường xuyên lên tiếng về những chuyện gây bất bình ở Việt Nam, viết cứ mặc sức tham nhũng nghìn tỷ phá nát đất nước tạo trường rách nát đi hưu bỏ vài tỷ xây một trường sẽ được tri ân đã có hàng trăm những lời bình luận hay các ý kiến tương tự như của ông Dũng và ông Tạo. Đáp lại các ý kiến này, trên trang Facebook cá nhân, giáo sư Ngô Bảo Châu bày tỏ ông có cái nhìn đơn giản về việc vận động nguồn tài trợ xây trường. Ông viết thêm về những người có vai trò chính. Ba người làm việc này bao gồm cô Nguyễn Thanh Phượng là người cho tiền, anh Trần Đăng Tuấn là người quản lý, anh kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào thiết kế và thi công. Tôi chỉ có công mời ba người kia đi ăn tối, Vị giáo sư toán người đã được chính phủ Việt Nam dưới thời ông Dũng làm thủ tướng vinh danh sau khi đoạt một giải quốc tế lớn về toán học. Tỏ ý phiền lòng vì sự việc theo cách nhìn của ông đơn giản là tốt, song đã trở thành chuyện để âm ý soi mói. Kết thúc ý kiến trên trang cá nhân, giáo sư Châu dùng cụm từ những chuyện thị phi lăng nhăng kia để nói đến những tranh cãi đã diễn ra. Đã có 12.000 lượt like và rất nhiều ý kiến ủng hộ cho việc làm của vị giáo sư thể hiện trực tiếp trong trang của ông hoặc trên trang của những người sử dụng Facebook có nhiều ảnh hưởng khác ở Việt Nam. Một ý kiến bày tỏ tâm trạng của nữ nhà báo Bạch Hoàn nói cô ủng hộ và kính trọng giáo sư Châu liên quan đến trường Lũng Luông, nhận được hơn 9.000 lượt like và các phản ứng khác. VOA cố gắng liên lạc với các ông Ngô Bảo Châu, Trần Đăng Tuấn và Quỹ Phượng Hoàng để lắng nghe ý kiến trực tiếp nhưng không nhận được hồi âm. Một tiến sĩ thường đưa ra các phân tích phản biện về xã hội Việt Nam nói với VOA những phản ứng trái chiều nhau về khoản tài trợ của quỹ phượng hoàng cho các hoạt động thiện nguyện là trường hợp rất thú vị đề nghị không nêu tên vị tiến sĩ nói rằng bản thân vị này cũng chưa thể quyết định nên đứng về bên ủng hộ hay bên phản đối vị này nhận định những trường hợp tương tự sẽ còn xảy ra ở việt nam trong tương lai theo tiến sĩ về mặt đạo đức ở mức độ nhất định có thể so sánh trường hợp quỹ phượng hoàng với việc các công ty thuốc lá tài trợ cho các dự án nghiên cứu ung thư hoặc các chiến dịch vận động về sức khỏe từ đó mỗi người tự đưa ra quyết định có hay không ủng hộ những nguồn tiền bị xem là không sạch dùng cho các dự án từ thiện